ăn cho ba nè. Ủa Khoa, làm gì bí xị vậy? Nè, làm gì mặt như ai ăn hết sổ gạo vậy? Bà đi hẹn hò chưa về nữa. Sao mặt thiệt á, mày làm cái gì mà có cái chuyện ba đi hẹn hò, ba yêu đương mà cứ càm ràm hoài vậy, mà có chắc chắn chưa? Sao không chắc, em nói thiệt với chị á, lần này em khẳng định luôn, 100% em sẽ phản đối á. Rồi bây giờ có chắc hay không chắc á thì chị đã nói với em rồi. Cái chuyện á mà ba đi hẹn hò nó cũng là một chuyện hết sức bình thường thôi. Em phải hiểu cho ba chứ, ba đã một mình gà trống nuôi con bao nhiêu năm nay rồi. Có cái chuyện gì đâu mà em rừng lên vậy? Em mới nói là không có được mà. Tại sao không được? Chị còn hỏi em vậy nữa hả? Chị nghĩ đi, em chỉ có đúng một người mẹ thôi. Mẹ đó là mẹ của tụi mình luôn á. Em không bao giờ em chấp nhận ba đi quen một cái người phụ nữ khác. Mà bây giờ em phải kêu cái cô đó bằng mẹ, em kêu không được. Sao em ích kỷ quá vậy? Chị nói em nghe nè, ba mình á, em phải thấy là ba đã một mình gà trống nuôi con rất nhiều năm rồi. Rồi sau này á, chị bây giờ cũng đã có chồng. Rồi sau này em với chú Thắng á, cũng sẽ có gia đình riêng. Đến lúc đó chẳng lẽ em đành lòng em để ba cô độc một mình trong căn nhà này hả? Ba không có cô đơn gì hết. Mai bố em cưới vợ, về em ở chung với ba luôn. Đi hưởng tuần trăng mật em dắt ba theo luôn. Em khẳng định cho chị một lần cuối cùng, em sẽ phản đối bằng mọi giá. Không bao giờ em muốn mà ba quên được hình ảnh của mẹ, chị hiểu không? Em đừng có con nít như vậy nữa, cái đó là rất là con nít với hẹp hò ích kỷ. Em phải biết nghĩ cho ba chứ. Em không thích ba yêu người khác. Thôi đủ rồi. Ba sẽ không quen ai hết. Hai chị em con đừng cãi nhau nữa. Ba sẽ sống với tụi con trong căn nhà này cho tới cái lúc mà ba sẽ đi gặp má con. Vậy được chưa? Ba giận rồi đó. Em thấy có được không? Em suy nghĩ lại đi. Dạ anh có chuyện gì chậm tư với vậy? Em đang nhức đầu muốn chết đây nè. Chuyện gì? Kể anh nghe được không? Ông này cũng có mắt thẩm mỹ ghê. Mua cái đồ mình thích không à? Sao vậy? Không kể được hả? Thật ra là thằng Khoa nó đang phát hiện ba em có bồ. Thiệt hả? Ừ, đang hẹn hò. Thưa mẹ cô. Chào mẹ. Ừ, hai đứa đang nói chuyện hả? Thôi nói chuyện tự nhiên đi, mẹ lên phòng nghe. Mẹ đó, em có thấy vậy á, rất là hay không? Ba có người bồ như vậy sẽ có người tâm sự nè, có người chi kỷ nè. Nhưng mà em có biết cô đó là ai không? Không, em chưa có biết người đó là ai hết trơn á. Đúng là cái chuyện đó là chuyện tốt thiệt. Nhưng mà anh biết không, khổ một cái á, là thằng Khoa nó còn con nít quá à. Nó chưa có trưởng thành nên nó phản đối kịch liệt lắm. Nó không có muốn cho ba đi bước nữa. Làm ba em hả, cũng ngại ngùng sợ. Đâu có dám nhận cái chuyện tình cảm của mình đâu, phải chối bỏ. Anh thấy tội nghiệp ba không? Em thấy tội ba quá trời luôn. Ba cả đời đã gà trống nuôi hai chị em rồi. Em nghĩ là ngày mai em sẽ qua bên đó để mà lưng la dò hỏi thử coi tình hình sao. Thử đi, cái gì vậy nói anh? Nhiều chuyện quá. Hết trầm tư chưa? Hết trầm tư rồi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.